Thứ bảy tuần thánh, canh thức vượt qua, tin mừng theo thánh Marco. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, và tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ, nhưng người thanh niên liền nói, đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì. Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa, chỗ đã đặt người đây này. Các bà về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng, người sẽ đến Galilee trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Kính thưa cộng đoàn, khi mặc lấy thân phận con người, Đức Giêsu đón nhận mọi đau khổ và chết như con người. Nhưng với quyền năng thánh thần, Ngài đã sống lại. Thân xác phục sinh của Ngài không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian, nơi chốn và địa điểm. Đây là niềm tin nền tảng và độc đáo nhất của Kitô giáo. Đức Giêsu đã sống lại. Để qua bí tích rửa tội, người tín hữu cùng chết với Đức Kitô và cùng sống lại với Ngài. Con người không thể dùng lý trí tự nhiên của mình để hiểu biết và cảm thấu sự phục sinh của Chúa. Nhưng đây là biến cố siêu việt vượt lên trên lý trí tự nhiên của con người. Thưa cộng đoàn, phục sinh là công trình sáng tạo mới. Thiên Chúa sáng tạo con người và cho họ được hạnh phúc. Nhưng con người đánh mất sự sống và hạnh phúc nơi mình. Đức Giêsu đón nhận cái chết và Ngài sống lại để mang lại sự sống đích thật và hạnh phúc viên mãn cho con người. Trong đêm vọng phục sinh, chúng ta lập lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội để đón nhận sự sống mới nơi Đức Giêsu, đấng phục sinh. Thưa cộng đoàn, phục sinh là một hiến tế mới. Ông Abraham vâng phục Thiên Chúa và hiến tế người con yêu dấu của mình để biểu lộ niềm tin và lòng mến của ông đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng dâng hiến Đức Giêsu có một ngày cho nhân loại. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, Đức Giêsu mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Do vậy, ngôn sứ Ezekiel nói, tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai, thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên Hallelujah. Thưa cộng đoàn, phục sinh là cuộc xuất hành mới. Ông Môi-se đưa dân vượt qua biển đỏ về đất hứa. Đức Giêsu đưa nhân loại vượt qua tội lỗi và cái chết đến hạnh phúc trong nước trời. Trong đêm vọng phục sinh, bóng tối bao trùm toàn thể nhân loại, nhưng Đức Giêsu mang lại ánh sáng và sự sống cho con người. Người tín hữu thắp sáng đời mình từ ánh sáng Đức Giêsu, để chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng của Người. Xin cho mỗi người chúng ta luôn cảm nhận thật sâu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa để làm chứng tá cho sự phục sinh của Đức Kitô. Ngài đã chết thật và Ngài đã sống lại thật để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Xin cho mỗi người chúng ta đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa và truyền trao ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người để mọi người đón nhận ơn cứu độ. Xin Chúa hoán cải, biến đổi tâm trí và trọn vẹn con người của chúng ta để chúng ta không bị vùi dập bởi thập giá là những điều xấu, tội lỗi và những gì đi ngược lại với tin mừng, nhưng luôn sống lại trong tình yêu của Đức Kitô.